Thưa quý vị, đây là hình ảnh đẹp những ngày qua và là hoạt động thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mỗi mùa Noel. Vui chung với niềm vui của đồng bào Kitô giáo, những người con Phật thể hiện sự sẻ chia với tấm lòng từ bi và tinh thần đoàn kết. Thực hiện lời dạy của Đức Phật, tôn trọng các niềm tin dị biệt và các giá trị nhân văn của các tôn giáo. Trong hơn 2.000 năm đồng hành cùng đất nước, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử luôn chứng tỏ Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo của hòa bình, hữu nghị và mang tình huynh đệ. Cùng với cộng đồng tôn giáo khác, Phật giáo Việt Nam đã xiển dương các giá trị đạo đức, nhân bản, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Đây là hình ảnh quen thuộc vào dịp lễ Noel hàng năm. Những nụ cười, cái bắt tay thắm tình hòa hảo. Đó là minh chứng thiết thực, cụ thể nhất cho tinh thần đoàn kết tôn giáo và cao hơn cả là đoàn kết dân tộc dưới mái nhà chung Việt Nam. Từ khi có mặt tại Việt Nam, Phật giáo luôn mong muốn tăng cường sự giao lưu, chung tay làm được những việc tốt đạo, đẹp đời, vì mục đích hòa hợp để xây dựng đất nước, mang lại đời sống hạnh phúc cho dân sinh. Chính vì thế, trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào của các tôn giáo tại Việt Nam, Phật giáo luôn thể hiện sự tôn trọng và chia vui. Đây là một mối quan hệ tốt đẹp đã có từ nhiều thế hệ. Và không phải chỉ có ngày lễ Giáng sinh, nhưng mà giữa Phật giáo và Công giáo chúng tôi vẫn có sự cộng tác, nhất là trong những việc từ thiện và trong những chương trình bác ái để giúp cho người nghèo. Tôi đi về các giáo xứ, tôi cũng rất là mừng, bởi vì tôi thấy cái mối tương quan giữa các vị chư tăng, bà con Phật tử với các linh mục và bà con giáo dân Công giáo là những mối quan hệ rất là hài hòa. Phật giáo cho rằng những tôn giáo chân chính ra đời đều vì lợi ích của nhân loại, đều dạy và kêu gọi nhân loại sống và hành xử yêu thương, hòa ái. Vậy nên trách nhiệm của những nhà lãnh đạo tôn giáo là cùng nhau đoàn kết, đồng lao cộng tác và hiểu biết nhằm giúp con người nhận thức đúng các khía cạnh của đời sống cùng những nguyên tắc đạo lý cơ bản. Lúc còn tại thế, Đức Phật luôn khuyên đệ tử của mình tôn trọng các niềm tin dị biệt và giá trị giải thoát chỉ có thể lĩnh hội được trên cơ sở của tự giác và giác tha. Lý tưởng giáo hóa của Ngài là giới thiệu cách sống trơn tránh, thánh thiện. Theo Đức Phật, nơi nào Pháp Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo được tìm thấy, nơi nào có người tu tập chân chánh để đạt sự tiến bộ tâm linh, thì nơi đó được xem là tôn giáo đích thực. Điều này đã được Đức Phật thể hiện trong sự tôn trọng của các tôn giáo đương thời. Ngài sống một cách rất hài hòa. Tất cả những lời dạy này đã được khắc ghi trong các cái trụ đá của Đại đế Ashoka, được ghi lại hiện nay ở một số các thánh tích của Đạo Phật. Các tôn giáo đều muốn cho mọi người là phải hướng thiện và phải có những cái tâm từ bi và phải sống với nhau bình đẳng, bác ái đấy, và xây dựng một cái cuộc sống an lành, một cái cuộc sống hòa hợp và một cái cuộc sống cùng phát triển. Theo tinh thần Phật giáo, việc thực hành và sinh hoạt tâm linh khác nhau có thể mang đến những niềm tin và quan điểm dị biệt đối với sự khởi đầu và chấm dứt của sự sống, cũng như sự diễn giải khác nhau về lý tưởng giải thoát tối thượng và con đường tu tập thực nghiệm, giác ngộ giải thoát. Nhưng điều này không phải là vấn đề tạo ra sự xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm, hận thù và đấu tranh. Mục tiêu tối thượng của Đạo Phật vẫn là thương yêu, chân thành và tôn trọng sự thật. Phong cách sống mà tất cả những người tu Phật hướng đến chính là an vui và tự tại. Chính vì thế, những lời dạy về đức tính bao dung và tấm lòng từ ái luôn được Đức Phật đề cập trong suốt thời gian giáo hóa của mình, bao hàm cả trong cách ứng xử với tín đồ các tôn giáo khác khi Ngài có dịp tiếp cận. Ngay trong kinh, Đức Phật cũng đã dạy rất là nhiều về cái bình đẳng, về cái hòa hợp mà mọi người chúng ta sống với nhau như nước với sữa, không có phân biệt đẳng cấp, không có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt tôn giáo. Đấy, thì ngay cái tuyên
ngôn đầu tiên mà khi Đức Phật Ngài đang tu, Ngài đã nói rằng là không có phân biệt giữa các dòng máu đỏ và cũng không có sự khác biệt về cái nước mắt cùng mặn đối với tất cả mọi người. Thời đại ngày nay, hòa cùng sự thịnh trị của đất nước, Phật giáo nước nhà cũng ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gắn bó với khối đại đoàn kết toàn dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần gặp gỡ, giao lưu nhằm góp phần thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết tôn giáo để phục vụ xây dựng đời sống tốt đẹp giữa tín đồ của các tôn giáo. Với cái giáo lý từ bi cứu khổ của mình thì luôn đề cao cái tư tưởng đoàn kết hòa hợp. Và tư tưởng đó nó thể hiện rất là tiêu biểu qua hình ảnh và tư tưởng của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và chính vì vậy trong cái đời sống hàng ngày thì không chỉ là hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp, mà chúng tôi thấy là các cơ sở tự viện, các quý vị tăng ni cụ thể trong hoạt động hàng ngày đều xiển dương cái tư tưởng đoàn kết hòa hợp đó của Đức Phật, cũng rất là phù hợp với truyền thống đại đoàn kết dân tộc, và luôn có nhiều cái hoạt động cụ thể để tăng cường đoàn kết với các cái chức sắc và các tổ chức tôn giáo khác, và thậm chí là có cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho các hoạt động cho các tổ chức tôn giáo khác để trong cái hoạt động tôn giáo của mình. Cùng với cộng đồng tôn giáo khác, Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nhất là việc tạo được sự hòa hợp đoàn kết, đồng thuận nhất quán trong tập thể tăng, ni, Phật tử và sự đoàn kết giữa các tôn giáo để cùng nhau chung tay xiển dương các giá trị đạo đức, nhân bản, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Có thể khẳng định rằng Phật giáo là tôn giáo của sự hòa hợp, hữu nghị. Có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam. Một đất nước không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Tinh thần đoàn kết tôn giáo ấy được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, được kết tinh từ truyền thống văn hóa dân tộc với nghĩa đồng bào, bởi cùng gốc gác giống nòi, cùng sinh ra từ bọc trong trứng, có dòng dõi dòng tiên. Cho đến nay, đó luôn là cốt lõi để tạo nên sức mạnh không gì lay chuyển được của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam hiện có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Mỗi tôn giáo có giáo lý, giáo luật riêng, nhưng đều chung đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tín đồ của các tôn giáo đã được công nhận ở nước ta khoảng trên 26 triệu người, thì đó là một lượng quần chúng rất là đông đảo, bộ phận rất quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta đã có chính sách tôn giáo, rồi chúng ta đã có trước đây là pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Đến năm 2016 thì Quốc hội chúng ta đã ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo, thì trong đó đã thể chế rất nhiều cái quan điểm của Đảng ta về tự quyền đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, rồi là phát huy cái truyền thống tốt đẹp đại đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết giữa đạo với đời. Có thể nói, Việt Nam có sự khoan dung và hòa hợp giữa các nhóm tôn giáo. Điều này được nhận thấy trong các cuộc giao tiếp, thăm hỏi, chúc mừng giữa các tôn giáo ở Việt Nam. Chẳng hạn như giữa Phật tử với người Kitô giáo trong những dịp đại lễ của nhau. Tại những vùng đa dạng văn hóa như An Giang, Vũng Tàu, Thái Bình, thường có các cuộc đối thoại giữa những người theo các tôn giáo khác nhau như đối thoại Phật giáo, Hồi giáo ở An Giang. Sự đa dạng văn hóa ở vùng Tây Bắc khi người thiểu số Tày, Mường bắt đầu có sự tiếp nhận Phật giáo. Người Chăm, Bà La Môn và Chăm Pa Ni cũng có quan hệ ổn định với những người không cùng đạo. Khi Đạo Phật có mặt trên mảnh đất Việt Nam trên 2.000 năm lịch sử, mà lịch sử đã chứng minh trong suốt cái quá trình có mặt trên đất nước Việt Nam, Phật giáo luôn hài hòa, đồng hành và cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt là thời đại của chúng ta, thời đại của Hồ Chí Minh, thời đại của tinh thần đoàn kết và hợp dân tộc trong ngôi nhà của mặt trận, thì Phật giáo càng thể hiện cái tinh thần, tư tưởng và vị trí của một tôn giáo
luôn gắn bó, đồng hành, cùng chia sẻ, cùng sống hòa hợp với các tôn giáo trên mảnh đất Việt Nam. Làm sao chúng ta thúc đẩy được cái khát vọng của toàn dân, trong đó khát vọng của mấy chục triệu đồng bào các tôn giáo, làm sao mong muốn ai cũng đoàn kết với nhau để xây dựng đất nước hùng cường, hạnh phúc, làm sao có vị đất nước có vị thế trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Với vai trò là một yếu tố cấu thành của văn hóa, tôn giáo đã góp phần lưu giữ, bồi đắp và làm phong phú những truyền thống mang giá trị nhân văn, hướng thiện, có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội thông qua giáo lý khuyên con người sống hướng thiện, vị tha, sẻ chia. Những giới luật tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, mang giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc, góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của con người. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào theo tôn giáo đã trở thành những điểm sáng về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các tín đồ chức sắc tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Dù mỗi tôn giáo đều có đường hướng và phương châm hành đạo riêng, nhưng đều chung một nếp sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc, với đất nước.